lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Đông Nhi bắt đầu tăng cân và lộ rõ dấu hiệu của một bà bầu, như chân phù nề, mặt tròn trĩnh. Nhưng theo nhận xét của nhiều người, nữ ca sĩ vẫn rất xinh đẹp. Trong những ngày này, Đông Nhi và ông xã ông Cao Thắng có chuyến du lịch đến Phú Quốc sau khi hết lệnh giãn cách ly xã hội. Quay trở lại địa điểm tổ chức lễ cưới, nơi chứng kiến hạnh phúc thăng hoa của hai vợ chồng. Nữ ca sĩ cho biết cảm xúc vẫn nguyên vẹn như cách đây 6 tháng. Tuy nhiên, lần quay lại này của họ đã xuất hiện thêm một thành viên nhí sắp chào đời. Đông Nhi chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. 6 tháng rồi mới được trở lại nơi đây, sau khi hết dịch. Nhớ ơi là nhớ. Đây là nơi diễn ra cảnh trao nhẫn cưới dưới hoàng hôn và nói mấy lời sánh rện. Nơi đầu tiên cả gia đình đi du lịch sau dịch. Cũng là địa điểm đầu tiên ba mẹ dắt cụ Khoai nhỏ đi chơi trong giai đoạn đặc biệt này. Vẫn thoải mái, vẫn vui, vẫn đặc biệt. Chỉ là không thể tháo nơ, tháo guốc, chạy đi săn lùng và quăng mọi người xuống nước nữa thôi. Hiện tại Đông Nhi đang bước vào giai đoạn giữa thai kỳ và thấy rõ bụng khi diện váy suông. Có thể thấy, cô đã bắt đầu tăng cân và lộ rõ những dấu hiệu của một bà bầu và mặt tròn hơn khá nhiều. Đây là những triệu chứng khá phổ biến của bà bầu khi bước vào khoảng tháng thứ 5 của thai kỳ. Mặc dù vậy, theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ, thì Đông Nhi vẫn xinh đẹp, thậm chí nhờ tăng cân mà cô trở nên nhuận sắc hơn. Ca sĩ Thanh Thảo bình luận khen ngợi, nhìn em như thế này lại càng xinh đó bé Nhi. Trước đó Đông Nhi cũng chia sẻ kể từ khi mang thai, cô ăn nhiều hơn và trộm vía không bị ốm nghén. Nữ ca sĩ tâm sự, mang bầu lúc nào cũng cảm thấy đói, một ngày phải ăn đến 4-5 lần, sáng ngủ dậy là ăn, ăn xong tầm 2 tiếng sau ăn nữa, ăn linh ta linh tinh, uống sữa, ăn nọ này kia, bánh trái, xong tối về ăn cơm, và nhất là ăn khuya nha mọi người, khuya là phải ăn, không ăn sẽ không ngủ được. Sau tiết lộ của Đông Nhi, đông đảo bạn bè, anh chị em trong showbiz cũng lập tức thể hiện sự cưng chiều với mẹ bầu trẻ khi liên tục gửi đồ ăn cho cô. Bảo Anh gửi cô hoàng đế, Đức Phúc gửi đồ lợi sữa, hay thậm chí Phạm Quỳnh Anh còn tự tay nấu cháo gà tẩm bổ cho mẹ bầu. Cũng theo Đông Nhi, từ ngày mang bầu thì ông xã cũng bắt đầu tăng cân vì thường xuyên ăn cùng bà xã trong những lúc cô đói. Chia sẻ này khiến nhiều người bật cười và dành sự ngưỡng mộ trước độ chiều vợ có 102 của ông Cao Thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.